Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Một ngày sau cuộc tấn công vào một bệnh viện nhi ở thủ đô Kiev của Ukraine gây ra thương vong, trong chuyến thăm lên bang Nga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng cho dù đó là chiến tranh, xung đột hay một cuộc tấn công khủng bố, thì ai cũng đau buồn khi có sự mất mát về nhân mạng. Hôm qua, bạn đã mời tôi đến nơi ở của bạn. Chúng ta đã ở bên nhau 45 giờ đồng hồ, giống như những người bạn thực sự vậy. Chúng ta đã thảo luận một số vấn đề. Tôi rất mừng vì chúng ta đã thảo luận chi tiết một cách công khai về vấn đề Ukraina và cả hai bên đều đã cố gắng lắng nghe ý kiến của nhau một cách tôn trọng. Khi có chiến tranh, xung đột xảy ra hay thậm chí là các cuộc tấn công của các nhóm phiến quân khủng bố, mọi người sẽ đều cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy cái chết, đặc biệt là khi những đứa trẻ vô tội bị sát hại. Cảnh tượng những đứa trẻ vô tội mất mạng sẽ khiến trái tim bạn tan nát và nỗi đau đó vô cùng khủng khiếp. Tôi cũng đã thảo luận chi tiết với bạn về vấn đề này. Là một người bạn, tôi luôn nói rằng vì tương lai tươi sáng của các thế hệ tương lai của chúng ta, hòa bình là điều quan trọng nhất. Nhưng tôi cũng phải hiểu rằng các giải pháp hòa bình khó có thể thực hiện được trên chiến trường. Giữa bom đạn súng đạn. Các giải pháp và đàm phán hòa bình vẫn chưa thành công. Nhưng chúng ta chỉ có thể đi theo con đường đàm phán để dẫn tới hòa bình. Theo đánh giá sơ bộ của phía Ukraine, cuộc tấn công này là do tên lửa hành trình chiến lược không đối đất KH-101 đang phục vụ trong quân đội Liên bang Nga thực hiện và đã làm hai người lớn thiệt mạng, 50 người bị thương, trong đó có 8 trẻ em. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố chính vũ khí phòng không của Ukraine chứ không phải của Nga đã gây ra thiệt hại cho Bệnh viện Nhi ở Kiev vào hôm 8 tháng 7. Điện Kremlin không đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng khẳng định các lực lượng vũ trang Nga chỉ tấn công vào những mục tiêu có liên quan đến tiềm năng quân sự của Ukraine, không tiến hành tấn công mục tiêu dân sự. <laughs> Tôi kêu gọi các bạn hãy làm theo tuyên bố của Bộ phòng Nga, trong đó hoàn toàn loại trừ việc các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Sự cố đó là một hệ thống phòng không bị rơi gây ra. Chúng tôi tiếp tục khẳng định rằng các lực lượng vũ trang Nga không tấn công các mục tiêu dân sự. Các cuộc tấn công được chúng tôi thực hiện chỉ nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến tiềm năng quân sự của Ukraine bộ quốc phòng nga cũng nói rằng những tuyên bố về cuộc tấn công có chủ ý của nga và các mục tiêu dân sự ở ukraine là không đúng với thực tế khẳng định bệnh viện nhi ở kiev bị thiệt hại là do tên lửa phòng không của ukraine trong diễn biến liên quan, ngày 9 tháng 7, phát biểu trong buổi họp báo, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre cho biết Ấn Độ là một đối tác chiến lược của Mỹ mà hai bên có thể tham gia vào cuộc đối thoại đầy đủ và thẳng thắn, bao gồm cả mối quan hệ của Ấn Độ với Liên bang Nga. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả các quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ, cần ủng hộ những nỗ lực nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài và công bằng đối với Ukraine. Điều quan trọng là tất cả các đồng minh của chúng tôi phải nhận ra điều này. Mối quan hệ lâu dài của Ấn Độ với Liên bang Nga mang lại cho nước này khả năng thúc giục Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine. Ngày 9 tháng 7, theo giờ địa phương, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tại nước này. Bà Joyce Emsuya, quyền điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc đã lên án các vụ tấn công đẫm máu bằng tên lửa nhằm vào các thành phố ở Ukraine. Hãy để tôi nhắc nhở hội đồng rằng các bệnh viện được bảo vệ đặc biệt theo luật nhân đạo quốc tế. Cố ý chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào một bệnh viện được bảo vệ là tội ác chiến tranh và thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Bà Joyce M. Suja cũng cho biết, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang xác minh các số liệu trong khi nhân viên cứu trợ, nhân viên bệnh viện và lực lượng tình nguyện viên đang dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt. Các cuộc tấn công bằng tên lửa tại Ukraine đã gây ra mất mát quá lớn cả về người và tài sản. Những bi kịch vẫn sẽ xảy ra, chừng nào cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn còn tiếp diễn. Trong khi đó, Đại sứ Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia cho rằng, từ các bức ảnh và video được công bố thì có thể thấy rõ đó là tên lửa của lực lượng phòng không Ukraine. Chắc chắn những hình ảnh và video về các vụ tấn công tên lửa vừa rồi đã được xem đi xem lại rất nhiều lần và được phân tích rất cẩn thận có thể thấy rõ ràng đây là một tên lửa phòng không của Ukraine. Theo đại sứ Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, nếu đó là cuộc tấn công của Liên bang Nga thì tòa nhà sẽ không còn gì và tất cả trẻ em cũng như hầu hết người lớn sẽ thiệt mạng. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Nga không tấn công các mục tiêu dân sự. Ngày 8 tháng 7, theo giờ địa phương, thủ đô Kiev của Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa. Ukraine cáo buộc nga đã tiến hành không kích lớn vào nhiều địa điểm ở Ukraine, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc vào ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận các công việc hiện tại nhằm đưa Ukraine tới gần quy chế thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cam kết giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga và hỗ trợ các cải cách cần thiết trong nỗ lực hội nhập xuyên Đại Tây Dương của Ukraine. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận về an ninh năng lượng và các nỗ lực của nhóm G7 cộng nhằm củng cố hệ thống năng lượng của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga nhằm tới cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Cũng trong ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ làm rõ tương lai của Ukraine. Trả lời câu hỏi về việc Ukraine gia nhập NATO, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ đã dành một khoảng thời gian đáng kể để thảo luận về cách diễn đạt cách thức trở thành thành viên NATO của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vấn đề này ở Kiev vài tháng trước hội nghị thượng đỉnh nato đang diễn ra tại washington mỹ và một trong những nội dung được dư luận quan tâm là cơ hội nào để ukraine gia nhập nato trong khi ukraine mong muốn nhanh chóng gia nhập nato thì đại diện của một số quốc gia thành viên nato đã nhiều lần tuyên bố ukraine sẽ không nhận được lời mời gia nhập nato cũng như cam kết cụ thể về thời gian gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh lần này Thay vào đó, các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục đưa ra tuyên bố chính trị chung rằng họ sẽ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO trong tương lai sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc. Quan chức Mỹ thừa nhận lo ngại về tình hình thực tế của Ukraine. Báo New York Times ngày 9 tháng 7 trích lời các quan chức giấu tên cho rằng giới chức Mỹ thực sự lo ngại Ukraine sẽ không thể lấy lại được các vùng lãnh thổ đã mất vì lực lượng của họ quá mỏng theo các quan chức giấu tên ukraine gần như không thể giành lại tất cả các vùng lãnh thổ đã mất vào tay nga và những tháng tới cũng sẽ không hề dễ dàng đối với kiev nhưng họ cũng cho rằng các nỗ lực nhằm củng cố lực lượng cho kiev đang có hiệu quả theo họ các nhà lãnh đạo nato hiện đang họp thượng đỉnh tại mỹ sẽ lấy chủ đề tiếp tục hỗ trợ cho ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự vì vậy theo các quan chức mỹ nếu hiệu suất chiến trường của Kyiv được cải thiện Ukraine vẫn có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc xung đột bằng cách tiến tới hội nhập chặt chẽ hơn với NATO và Liên minh châu Âu EU trong khi đó ông Michael Kaufman một thành viên cấp cao trong chương trình nga và Á Âu tại quỹ hòa bình quốc tế Carnegie người gần đây đã đến Ukraine nhận định rằng các lực lượng của Ukraine đang bị giàn mỏng và phải đối mặt với nhiều tháng chiến đấu khó khăn phía trước nhưng hiện nay thì nga cũng khó đạt được một bước đột phá lớn cựu quan chức tình báo eric kramela cũng cho rằng cả nga và ukraine hiện đều không có khả năng thay đổi đáng kể các tuyến chiến đấu tại hội nghị thượng đỉnh nato lần này các nhà lãnh đạo hứa hẹn sẽ mang đến cho ukraine nguồn tài trợ mới đồng thời công bố kế hoạch cho liên minh phối hợp cung cấp vũ khí và củng cố cam kết với kiev rằng cuối cùng họ sẽ trở thành đồng minh hoàn toàn tuy nhiên theo các chuyên gia Chính điểm cuối cùng này đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến Ukraine, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc giành lại lãnh thổ. Trong khi đó, các quan chức Ukraine khẳng định họ đang chiến đấu để lấy lại những vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga. Ngày càng nhiều quan chức Mỹ tin rằng cuộc chiến này chủ yếu là về tương lai của Ukraine trong NATO và EU. Khi cuộc chiến ngày càng khốc liệt, có những lo ngại thực sự về khả năng Ukraine duy trì cơ sở hạ tầng, bao gồm cả lưới điện, trong bối cảnh đối mặt liên tiếp các cuộc tấn công tầm xa của Nga. Trong suốt mùa xuân và đầu mùa hè năm nay, các lực lượng Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ bên ngoài thành phố Kharkov và tiếp tục tấn công vào miền đông Ukraine để tận dụng việc nắm giữ Abdiivka. Điều này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong động lực của cuộc chiến, vốn đã có lợi cho Moscow trong những tháng gần đây. Các lực lượng Nga tiếp tục khiến Ukraine chịu tổn thất nặng nề, nhưng Moscow cũng đang cho thấy những bước tiến chậm lại do phòng tuyến cứng rắn của Ukraine. Các quan chức Mỹ thừa nhận rằng Nga có thể đạt được những bước tiến đáng kể nếu có một sự thay đổi chiến lược lớn, chẳng hạn như bằng cách mở rộng chương trình huấn luyện và quân dịch. Họ cũng cho rằng Ukraine sẽ bị suy yếu nếu chính sách của Mỹ đối với Kiev và Moscow thay đổi sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Nga cảnh báo NATO về nguy cơ Thế chiến 3 Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo các nước thành viên NATO đang leo thang căng thẳng và mở đường cho Thế chiến thứ ba. Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh NATO đã tái khẳng định bản chất gây hấn của liên minh. Mỹ và các đồng minh tiếp tục giao giảng về chủ nghĩa quân phiệt và mở rộng quân sự. Đại sứ quán Nga dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov bình luận trên kênh Telegram hôm 9 tháng 7. Washington sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Các nhà lãnh đạo của Liên minh dự kiến sẽ tập trung thảo luận về cuộc đối đầu với Nga và việc hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine. Theo ông Antonov, nhiều quốc gia trên thế giới phải đối mặt với chính sách gây hấn của tập thể phương Tây hàng ngày. Đại sứ Antonov cáo buộc các nước thành viên NATO đang đi trên con đường leo thang căng thẳng và trên thực tế mở đường cho Thế chiến thứ ba. Nhà ngoại giao Nga cho rằng các nước này đang bị thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng vì không thể đánh bại Nga bằng cách sử dụng Ukraine làm lá chắn trong các sự kiện ngày hôm nay ở washington chúng tôi không nghe thấy một lời nào về hòa bình nhưng lại bùng lên cơn cuồng loạn chiến tranh và sự xúc phạm mạnh mẽ đối với đất nước chúng tôi bằng cách đó liên minh bắc đại tây dương đang đe dọa người dân của chính nước họ và biện minh cho việc tăng mạnh chi tiêu để hỗ trợ chính quyền kiev nhằm gây ra thất bại chiến lược cho chúng tôi nga ông antonov nói thêm theo ông antonov chính sách mà mỹ và các đồng minh theo đuổi đang gây ra sự phản đối trên toàn cầu các nước đông và nam bán cầu không quay lưng lại với Nga, họ ủng hộ mục tiêu tạo ra một trật tự thế giới công bằng, không có ranh giới phân chia, dựa trên cơ hội phát triển bình đẳng và nguyên tắc an ninh không thể chia cắt. Thế giới sẽ không trở thành sân chơi của NATO, nhà ngoại giao Nga kết luận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9 tháng 7 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục nói lên sự thật với thế giới, bất chấp việc các chính phủ và truyền thông phương Tây từ chối cho phép công dân của họ nghe những gì Moscow nói. Hiện tại rất khó để truyền đạt quan điểm của chúng tôi trên thế giới phương Tây. Họ không muốn nghe bất cứ điều gì, ông Peskov nói. Người phát ngôn điện Kremlin nói thêm, "Chúng tôi thấy sự cuồng loạn trên các tờ báo, kênh truyền hình phương Tây. Tuy nhiên, Moscow sẽ tiếp tục nói lên sự thật về những gì đã xảy ra cả trong nước và ở các quốc gia nơi người dân sẵn sàng lắng nghe chúng tôi và nơi chúng tôi có phương tiện để tiếp cận họ." Ông Peskov nhấn mạnh Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc Nga tấn công một bệnh viện nhi ở thủ đô Kiev gần đây. Moscow khẳng định lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy tên lửa gần đó và bệnh viện này thực ra đã bị trúng tên lửa phòng không của Ukraine. Cáo buộc của Ukraine nhanh chóng được các nước phương Tây ủng hộ. Moscow và Kiev tiếp tục cáo buộc lẫn nhau trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 9 tháng 7. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO hôm 9 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Ukraine sẽ chặn đứng Nga trong chiến dịch quân sự. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Washington, đồng thời cho biết ông sẽ nỗ lực thuyết phục để NATO tăng cường phòng không cho Ukraine và cung cấp thêm máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev. Khi bình luận về việc Washington viện trợ quân sự bổ sung hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Atonov hôm 4 tháng 7 tuyên bố việc Mỹ bơm vũ khí sát thương cho Ukraine là một dự án vô ích mà Washington không nghĩ đến hậu quả toàn cầu. Mỹ đang đứng trên bờ vực xung đột với Nga, cương quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là giới chức Mỹ không nghĩ đến hậu quả toàn cầu của một thảm họa đang ngày càng đến gần do các chính sách thiển cận và nguy hiểm của Washington, ông Antonov cảnh báo. Ông Zelensky, Ukraine có thể không bao giờ đủ vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng lượng vũ khí mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev gần như là không đủ để cân bằng sức mạnh với Nga. RT đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần này đã đến Washington, Mỹ để dự hội nghị thượng đỉnh NATO và dự kiến hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại đây, ông kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Ông nhấn mạnh đến sự chênh lệch sức mạnh quân sự giữa Kiev và Moscow. Lượng vũ khí mà phương Tây cung cấp không đủ, có thể sẽ không bao giờ đủ, ông Zelensky nói. Khi được hỏi về số phận của 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abram do Mỹ cung cấp năm ngoái, ông Zelensky cho biết con số này quá thấp để thay đổi tình hình trên chiến trường. Ông cho biết thêm số lượng máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây cam kết viện trợ là không đủ. Ông giải thích, Nga sử dụng khoảng 300 máy bay chiến đấu trong cuộc xung đột Ukraine, trong khi Kiev sẽ chỉ có thể triển khai 10 đến 20 chiếc F-16 trong thời gian tới. Ngay cả khi chúng tôi có 50 chiếc, con số đó cũng không thấm vào đâu. Họ Nga có đến 300 chiếc, ông Zelensky nhấn mạnh. Theo ông, Ukraine sẽ cần một phi đội gồm 128 máy bay để ngang hàng với Nga. Ông Zelensky cũng kêu gọi Mỹ và đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Cuối tháng 5, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sửa đổi chính sách hạn chế sử dụng vũ khí của Mỹ ở các khu vực biên giới Nga-Ukraine, nhưng không cho phép tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc vào ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận các công việc hiện tại nhằm đưa Ukraine tới gần quy chế thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cam kết giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga và hỗ trợ các cải cách cần thiết trong nỗ lực hội nhập xuyên Đại Tây Dương của Ukraine. Hai bên cũng thảo luận các bước mới đây của các đồng minh nhằm cải thiện năng lực phòng không của Ukraine. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận về an ninh năng lượng và các nỗ lực của nhóm G7 Cộng nhằm củng cố hệ thống năng lượng của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga nhắm tới hạ tầng cơ sở năng lượng của Ukraine. Cũng trong ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ làm rõ tương lai của Ukraine. Trả lời câu hỏi về việc Ukraine gia nhập NATO, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ đã dành một khoảng thời gian đáng kể để thảo luận về cách diễn đạt cách thức trở thành thành viên NATO của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vấn đề này ở Kiev vài tháng trước hội nghị thượng đỉnh nato đang diễn ra tại washington mỹ và một trong những nội dung được dư luận quan tâm là cơ hội nào để ukraine gia nhập nato trong khi ukraine mong muốn nhanh chóng gia nhập nato thì đại diện của một số quốc gia thành viên nato đã nhiều lần tuyên bố ukraine sẽ không nhận được lời mời gia nhập nato cũng như cam kết cụ thể về thời gian gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh lần này Thay vào đó, các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục đưa ra tuyên bố chính trị chung rằng họ sẽ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO trong tương lai sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc. Ngày 9 tháng 7, theo giờ địa phương, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tại nước này. Bà Joyce Emsuya Quyền điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc đã lên án các vụ tấn công đẫm máu bằng tên lửa nhằm vào các thành phố ở Ukraine. Hãy để tôi nhắc nhở hội đồng rằng các bệnh viện được bảo vệ đặc biệt theo luật nhân đạo quốc tế. Cố ý chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào một bệnh viện được bảo vệ là tội ác chiến tranh và thủ phạm phải chịu trách nhiệm và Joyce Fuzia cũng cho biết, văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc đang xác minh các số liệu trong khi nhân viên cứu trợ, nhân viên bệnh viện và lực lượng tình nguyện viên đang dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt. Các cuộc tấn công bằng tên lửa tại Ukraine đã gây ra mất mát quá lớn cả về người và tài sản. Những bi kịch vẫn sẽ xảy ra, chừng nào cuộc xung đột Nga ukraine vẫn còn tiếp diễn. Trong khi đó, đại sứ Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia cho rằng, từ các bức ảnh và video được công bố thì có thể thấy rõ đó là tên lửa của lực lượng phòng không Ukraine. Chắc chắn những hình ảnh và video về các vụ tấn công tên lửa vừa rồi đã được xem đi xem lại rất nhiều lần và được phân tích rất cẩn thận. Có thể thấy rõ ràng đây là một tên lửa phòng không của Ukraine. Theo đại sứ Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, nếu đó là cuộc tấn công của Liên bang Nga thì tòa nhà sẽ không còn gì và tất cả trẻ em cũng như hầu hết người lớn sẽ thiệt mạng. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Nga không tấn công các mục tiêu dân sự. Ngày 8 tháng 7, theo giờ địa phương, thủ đô Kiev của Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa. Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành không kích lớn vào nhiều địa điểm ở Ukraine, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc lực lượng Nga đã bắn hơn 40 tên lửa vào ít nhất 5 trung tâm dân sự lớn, bao gồm bệnh viện nhi lớn nhất Ukraine ở thủ đô Kiev truyền thông địa phương đưa tin hàng loạt thành phố ở Ukraine bị tập kích vào ngày 8 tháng 7, trong đó thủ đô Kiev hứng chịu một trong những cuộc không kích dữ dội nhất kể từ đầu xung đột. Phía Ukraine cho biết ít nhất 41 người thiệt mạng sau vụ tấn công, một bệnh viện nhi bị thiệt hại. Bộ trưởng Y tế Ukraine cho biết khoảng 600 bệnh nhân và y bác sĩ có mặt tại bệnh viện Okhomadit và trung tâm phẫu thuật tiêm mạch nhi Ukraine lân cận vào thời điểm sự việc xảy ra. Bệnh viện nhi này đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế Ukraine. Mỗi năm có khoảng 7 000 ca phẫu thuật được tiến hành tại đây. Chúng tôi đến bệnh viện 5 phút trước khi mọi việc xảy ra. Tôi thậm chí không biết đó là tên lửa hay mảnh vỡ của tên lửa nữa. Đó thật sự là một cơn ác mộng trong khi đó các y bác sĩ tại bệnh viện nhớ lại rằng có ít nhất hai bệnh nhân đang được phẫu thuật khi sự việc diễn ra và đã được chuyển đến hầm trú ẩn ngay khi hoàn tất phẫu thuật mọi nơi chìm trong khói gần như chẳng còn không khí để thở có một bác sĩ bị trúng mảnh bom và một y tá trọng thương mọi cánh cửa và cửa sổ bị thổi tung trong khi đó, Reuters đưa tin ít nhất 36 người thiệt mạng và 65 người bị thương trong các cuộc không kích. Tổng thống Zelensky khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả và kêu gọi phương Tây phản ứng mạnh mẽ về vụ tấn công. Trong khi đó, hãng tiên TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc từ Kiev. Theo Moscow, những bức ảnh và video từ hiện trường tại Kiev cho thấy rõ thiệt hại là do tên lửa phòng không Ukraine gây ra khi phóng từ hệ thống tên lửa phòng không cho thành phố. Bộ Quốc phòng Nga chỉ trích Kiev hành động khiêu khích như vậy là để đảm bảo có thêm nguồn tài trợ trước thềm họp hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga thông tin quân đội đã tấn công chính xác các căn cứ không quân và khu công nghiệp quốc phòng để đáp trả việc Ukraine tập kích vào đất Nga. Theo dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào ngày hôm nay mùng 9 tháng 7 về vụ việc. Cuộc họp do Anh, Pháp, Ecuador, Slovenia và Mỹ yêu cầu. Ngày 8 tháng 7 trong khuôn khổ chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương. Theo thỏa thuận được ký kết, Ba Lan sẽ cung cấp thêm cho Ukraine các gói hỗ trợ quân sự và cam kết tiếp tục ủng hộ nước này trong thời hạn 10 năm, đồng thời tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Hai nước cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phi quân sự như tình báo, an ninh mạng, an ninh thông tin và hàng hải bảo vệ hạ tầng trọng yếu. Ngoài ra, thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Ba Lan quy định rằng chính phủ Ba Lan sẽ bắt đầu khuyến khích người dân Ukraine trở về nước để phục vụ trong lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, thỏa thuận còn đề cập đến việc thành lập một đơn vị tình nguyện mới, quân đoàn Ukraine trên lãnh thổ Ba Lan, bao gồm những người Ukraine sống tại châu Âu. Thỏa thuận với Ba Lan là thỏa thuận an ninh thứ 21 mà Ukraine đã ký kết với các quốc gia và khối trong đó có Anh, Pháp, Đức. Ngày 9 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Keleba đã gặp nhau ở thủ đô Washington, DC, Mỹ ở bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO. Ngoại trưởng hai nước thảo luận các công việc hiện tại nhằm đưa Ukraine tới gần quy chế thành viên của NATO, cam kết giúp Ukraine nâng cấp và nâng cao năng lực phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga, cũng như hỗ trợ các cải cách cần thiết trong nỗ lực nội hội nhập xuyên Đại Tây Dương của Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Washington, Mỹ và một trong những nội dung được dư luận quan tâm đó là cơ hội nào để Ukraine gia nhập NATO. Trong khi Ukraine mong muốn nhanh chóng gia nhập NATO, thì đại diện của một số quốc gia thành viên NATO đã nhiều lần tuyên bố Ukraine sẽ không nhận được lời mời gia nhập NATO, cũng như cam kết cụ thể về thời gian gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Ngày 8 tháng 7, theo giờ địa phương, trong bức thư gửi các đảng viên Đảng Dân Chủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã viết rằng ông cam kết chắc chắn sẽ tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Đồng thời, ông Joe Biden cũng khẳng định đã tới lúc cần hợp lực lại, tiến về phía trước và đánh bại ông Donald Trump. Bên cạnh đó, khi xuất hiện trên chương trình truyền hình Morning Show của MSNBC, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ tin tưởng rằng cử tri vẫn ủng hộ ông. Đồng thời kêu gọi nếu có bất cứ ai muốn cạnh tranh vị trí ứng viên tổng thống, hãy thách thức ông tại Đại hội Đảng dân chủ vào tháng 8 tới. Cũng tại chương trình truyền hình Morning Joe, ông Joe Biden khẳng định ông không quan tâm đến những tổ chức truyền thông lớn và các chuyên gia đang kêu gọi ông bỏ cuộc. Sau so màn tranh luận trực tiếp đầu tiên không như kỳ vọng với đối thủ Donald Trump vào cuối tháng 6, ông Joe Biden đã nhiều lần xoa dịu những lo ngại của các cử tri và khẳng định ông vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ. Truyền thông Mỹ trước đó cho biết, ít nhất 4 hạ nghị sĩ cấp cao Đảng Dân Chủ đã nêu ý kiến trong các cuộc thảo luận riêng rằng ông Biden không nên đại diện cho Đảng Dân Chủ trong cuộc đua Tổng thống năm nay. Trước đó, năm hạ nghị sĩ Dân Chủ đã công khai kêu gọi ông Biden dừng chiến dịch tranh cử gồm Lloyd Doggett, Mike Quigley, Raul Grijalva, Seth Mountain và Angie Craig. Reuters nhận định Ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden dừng tranh cử trong lúc điện đàm. Các cuộc thảo luận có thể trở nên căng thẳng hơn khi các nhà lập pháp đảng Dân Chủ trở lại đôi Capitol vào ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương. Theo tờ Wall Street Journal, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang gắng sức để lấy lại niềm tin từ các nhà tài trợ lớn cũng như các cử tri, thì ngày càng có nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ đã đề xuất rằng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là người thay thế khả thi duy nhất nếu Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua tranh cử năm nay. Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh rằng ông sẽ không rút lui, lập luận rằng mình đang ở vị thế tốt nhất để đánh bại ông Donald Trump. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ vẫn đang cân nhắc các khả năng phía trước, bao gồm cả viễn cảnh để đề cử người thay thế nếu ông Biden không thể vượt qua sự hoài nghi ngày càng tăng từ các nhà tài trợ, các chiến lược gia của Đảng Dân chủ và một số nhà lập pháp dân chủ về tương lai chính trị của ông. Vì vậy mà, nhiều đảng viên Đảng Dân chủ cũng coi bà Kamala Harris là phương án dự phòng tốt nhất của họ. Một số đảng viên Đảng Dân chủ lập luận rằng, ngoài việc tên tuổi của bà Harris được biết đến nhiều hơn so với các ứng cử viên tiềm năng khác, bà sẽ có vị thế độc nhất để kế thừa ngân quỹ chiến dịch tranh cử của ông Biden và tạo nên sự chuyển giao liền mạch nhất. Cựu sĩ quan Tim Ryan, đảng viên đảng Dân Chủ ở bang Ohio, người đã công khai kêu gọi bà Harris thay thế ông Biden làm ứng cử viên tổng thống của đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, đã tuyên bố rằng mọi người đang tìm kiếm một thế hệ lãnh đạo mới và chúng ta có một phó tổng thống rất thành công. Đối với ông Tim Ryan, việc trao cho bà Kamala Harris cơ hội là rất có ý nghĩa. Trong khi đó, kể từ sau cuộc tranh luận gây thất vọng của ông Joe Biden, bà Kamala Harris đã trở thành một trong những người bảo vệ ông Biden mạnh mẽ nhất. Mới đây, trên sóng truyền hình CNN, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nói rằng một màn trình diễn tệ hại không thể lấn át những gì bà gọi là một nhiệm kỳ Tổng thống thành công của ông Biden. Chính phủ Mỹ bác tin Tổng thống Joe Biden đang được điều trị bệnh Parkinson sau khi xuất hiện thông tin một bác sĩ chuyên về thần kinh đã tới Nhà Trắng ở đây tôi có thể trả lời một số câu hỏi của các bạn tổng thống có từng điều trị parkinson không không tổng thống có đang điều trị parkinson không chắc chắn là không rồi tổng thống có đang dùng thuốc cho người mắc parkinson không không đó là tất cả những gì tôi có thể trả lời Tuy nhiên, bà John pierre từ chối bình luận sâu về sự xuất hiện của bác sĩ thần kinh Kevin Cunard tại Nhà Trắng. Theo thông tin danh sách khách đến Nhà Trắng, bác sĩ Cunard của Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed đã ba lần đến Nhà Trắng kể từ đầu năm nay và ít nhất 8 lần trong khoảng một năm trở lại đây. Tại đây, ông Cunard đã gặp gỡ bác sĩ của Nhà Trắng Kevin O'Connor hồi giữa tháng 1 và với một nhân viên khác vào cuối tháng 1 và cuối tháng 3. Phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates giải thích rằng rất nhiều chuyên gia từ hệ thống Wanderit đã đến Nhà Trắng để điều trị cho hàng nghìn nhân viên quân sự đang làm việc tại khu vực này. Ông Biden, 81 tuổi, hiện là ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Vấn đề tuổi tác tiếp tục gây lo ngại sau màn tranh luận trực tiếp gần đây của ông với đối thủ Cộng hòa Donald Trump. Mặc dù vậy, trong báo cáo đánh giá, hồi tháng 2 năm nay, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor khẳng định Thưa quý vị, tại Florida, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã tuyên bố rằng Đảng Dân Chủ không thể quyết định ứng cử viên nào của họ phù hợp hơn để trở thành Tổng thống. Trong phần phát biểu, ông đồng thời còn gửi lời thách thức ông Biden tiếp tục tranh luận và chơi gôn. Điều này nhằm ám chỉ lập luận của hai ông trong cuộc tranh luận. Tổng thống cuối tháng qua xem ai chơi môn thể thao này giỏi hơn. Uh, thank you very much. Thank you and

như bạn đã thấy đấy trong cuộc tranh luận gần đây tôi đã đánh bại ông joe biden thậm chí theo một số thông tin đó là thất bại mang tính quyết định và đáng báo động nhất trong lịch sử các cuộc tranh luận tổng thống tôi nghĩ vậy Chiến thắng của chúng ta áp đảo đến mức đảng dân chủ bây giờ muốn ông Joe Biden từ bỏ chức vụ tổng thống chỉ sau 90 phút trình diễn. Họ muốn ông Joe Biden từ bỏ cuộc đua. Thật đáng xấu hổ về cách họ đối xử với ông Biden chúng ta hãy tổ chức một cuộc tranh luận khác trong tuần này để ông joe biden có thể chứng minh cho mọi người trên toàn thế giới thấy rằng ông ấy có những yếu tố cần thiết để trở thành tổng thống tiếp theo nhưng lần này không cần người điều hành không cần giao cản Tôi cũng chính thức thách ông Joe Biden chơi một trận đấu gôn 18 lỗ ngay dưới sân nhà Blue Monster. Đây được coi là một trong những sân gôn có giải đấu lớn nhất trên thế giới, một trong những sân tuyệt vời nhất thế giới. mà thể hiện chưa tốt của ông Biden trong cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 với ông Trump đã làm dấy lên sự nghi ngờ của một số đảng viên Dân Chủ về khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới. Cùng với đó là khả năng xử lý các công việc nếu ông Biden làm Tổng thống trong nhiệm kỳ tới. Ông Trump cũng khẳng định rằng chiến thắng của ông trong cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 là tuyệt đối đến mức khiến đảng Dân Chủ cố gắng thuyết phục ông Biden nhượng bộ. Mặc dù vậy, trong cuộc phỏng vấn mới đây, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng ông nghĩ tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục nỗ lực tái tranh cử, bất chấp nhiều lời kêu gọi trong nội bộ Đảng Dân Chủ về việc cần tìm người trẻ hơn. Theo cựu tổng thống Mỹ, Đảng Dân Chủ phải áp dụng tu chính án thứ 25 mới ngăn được quyết định của ông Biden. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News ngày 8 tháng 7, ông Trump, 78 tuổi, nói rằng ông Biden, 81 tuổi, sẽ không chấp nhận từ bỏ cuộc đua vì cái tôi của mình và ông đã khóa đề cử của Đảng Dân Chủ sau khi chiến thắng trong đợt bầu cử sơ bộ của Đảng đầu năm nay. Tù chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ cho phép Phó Tổng thống và các thành viên nội các tuyên bố Tổng thống không thể thực hiện các nghĩa vụ trên cương vị của mình, phải chuyển giao công việc cho Phó Tổng thống. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris hay các lãnh đạo Đảng Dân Chủ sẽ làm như vậy. Phát biểu của ông Trump trong cuộc phỏng vấn này trái ngược với những gì ông nói bên ngoài trong video xuất hiện gần đây. Ông Trump nói với những người ủng hộ ông trên sân golf rằng ông đã đẩy ông Biden ra khỏi cuộc chạy đua. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Mỹ và NATO là chủ đề được dư luận quan tâm khi cuộc bầu cử Mỹ đang nóng lên từng ngày. Khi tranh cử năm nay, ông Trump đã nhiều lần nhắc việc các đồng minh NATO chưa chi trả đủ. Ông hồi tháng 2 đã cảnh báo sẽ để Nga làm bất vì điều gì họ muốn với những quốc gia thành viên NATO không đạt mức chi tiêu quốc phòng. Và điều này gợi nhớ đến năm 2018 khi ông Trump thời điểm đó là Tổng thống đương nhiệm và đã từng làm dung chuyển hội nghị thượng đỉnh NATO. Cụ thể diễn biến sự việc như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Thái Anh. Xin mời anh Thái Anh. Xin cảm ơn các biên tập viên. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh NATO khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ ngày 9 tháng 7 theo giờ Mỹ và diễn ra trong vòng 3 ngày, Thượng đỉnh NATO năm nay được tổ chức tại Washington, nơi cách đây 75 năm Mỹ cùng Canada và 10 quốc gia châu Âu gồm Pháp, Anh, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Bồ Đào Nha ký thỏa thuận thành lập liên minh quân sự đầu tiên giữa các quốc gia nằm ở hai bờ Đại Tây Dương. Ngoài lãnh đạo 32 quốc gia thành viên, đại diện các nước đối tác bao gồm Liên minh châu Âu, Ukraine, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand cũng tham dự sự kiện lần này đặc biệt các lãnh đạo tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO thảo luận về việc tăng cường tiềm lực quân sự của liên minh, tăng quy mô quân đội của các nước thành viên, mua vũ khí mới bao gồm hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa cũng như các yêu cầu mới để tăng chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh còn vài tháng nữa là Mỹ sẽ bầu tổng thống nhiệm kỳ mới và ông Donald Trump có cơ hội quay trở lại Nhà trắng. Điều này gợi nhớ đến hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2018 khi ông Trump thời điểm đó là Tổng thống đương nhiệm. Theo hãng tin Reuters, sở dĩ viễn cảnh về nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump khiến nhiều thành viên NATO lo ngại là vì khi còn tại nhiệm và sau khi rời nhiệm sở, ông Trump thường xuyên chỉ trích các thành viên trong liên minh quân sự này không hoàn thành mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Ông Trump từng thậm chí dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu ông tái đắc cử vào năm 2018, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, các cuộc phỏng vấn với hơn 20 lãnh đạo, quan chức và cố vấn có mặt trong sự kiện này làm dư luận nhớ lại bức tranh toàn cảnh ông Trump đã làm dung chuyển hai ngày họp như thế nào. Hội nghị Thượng đỉnh NATO ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại Bruxelles đã chứng kiến sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra những biến động đáng kể trong ngày đầu tiên của sự kiện quan trọng này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tiến hành buổi sáng làm việc với ông Trump cùng với các thành viên tháp tùng lúc đó như là Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đại sứ Mỹ tại NATO Bailey Hutchinson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Thay vì buổi chụp ảnh và phát biểu ngắn gọn như thông thường, một phóng viên đã hỏi ông Trump về việc nước nào trong NATO cần phải tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Trump đã phản ứng gay gắt, chỉ trích nhiều quốc gia trong liên minh không đáp ứng cam kết chi tiêu và cho rằng Mỹ phải chi tiền thay cho họ suốt nhiều năm qua. Trong cuộc họp kế tiếp ông Trump tiếp tục chỉ trích các thành viên NATO, đặc biệt là Đức vì không chỉ chi tiêu thấp mà còn nhập khẩu năng lượng từ Nga. Ông lên án việc các nước trong NATO trả tiền cho Nga trong khi lại kỳ vọng Mỹ bảo vệ châu Âu khỏi các mối đe dọa từ phía Nga. Tổng thư ký Jens Stoltenberg và các quan chức NATO khác không thể giấu được sự bất ngờ và lúng túng trước các phát ngôn mạnh mẽ của ông Trump. Ông Trump cũng không giấu giếm sự bực bội trước tình trạng hiện tại của NATO mà ông cho là không công bằng đối với Mỹ. Tại tiệc tối sau đó, ông Trump tiếp tục bày tỏ tâm trạng không tốt, thể hiện sự lo ngại về tình hình trong ngày hội nghị. Ngày thứ hai của hội nghị, báo chí chủ yếu tập trung vào tuyên bố chung và các tín hiệu tích cực từ các thành viên NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, ông Trump vẫn muốn các vấn đề này được xử lý nghiêm túc hơn. Khi ông di chuyển đến trụ sở NATO, ông Trump đã gọi điện thoại cho cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, chỉ rõ rằng Mỹ đang bị đối xử bất công và đưa ra lời đe dọa rời khỏi NATO nếu các quốc gia không tăng chi tiêu quốc phòng lên gấp đôi như ông yêu cầu. Cuối cùng cuộc họp bất thường đã diễn ra, mở ra một giai đoạn căng thẳng mới trong lịch sử NATO. Ông Trump thẳng thắn yêu cầu các nước thành viên tăng chi tiêu và đe dọa sẽ rời liên minh nếu yêu cầu này không được đáp ứng. Và sau đàm phán, các nhà lãnh đạo đã tìm cách xoa dịu ông Trump và cuối cùng ông Trump khẳng định rằng đã đạt được tiến triển. Hội nghị NATO năm 2018 đã chứng kiến sự xuất hiện và phát biểu gây chấn động của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đẩy liên minh vào một cuộc thảo luận căng thẳng về chi tiêu quốc phòng cũng như vai trò của Mỹ trong bảo vệ châu Âu. Tuy nhiên, sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Mỹ đã chi ra một khoản tiền lớn để viện trợ cho quốc gia Đông Âu này. Theo tờ Politico ngày 5 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa Mỹ sẽ rời khỏi NATO rất nhiều lần, đến nỗi đối với nhiều người chỉ trích ông. Vấn đề không phải là liệu ông có từ bỏ liên minh đã tồn tại 75 năm này hay không, mà là khi nào nếu ông tái đắc cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay. Trên thực tế, ông Trump khó có thể để nước Mỹ rời NATO ngay lập tức. Theo các cuộc phỏng vấn với các cựu quan chức an ninh quốc gia và chuyên gia quốc phòng của ông Trump, những người có khả năng sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử. Nhưng ngay cả khi ông Trump không tuyên bố Mỹ chính thức rời khỏi tổ chức, điều đó không có nghĩa là NATO sẽ tồn tại nguyên vẹn trong nhiệm kỳ thứ hai nếu ông tái đắc cử. Để đổi lại sự tham gia liên tục của Mỹ, ông Trump không chỉ mong đợi các nước châu Âu tăng mạnh chi tiêu cho NATO, lời phàn nàn chính của ông khi còn là tổng thống, mà còn thực hiện điều được mô tả là sự định hướng lại triệt để với NATO. Cả ông Trump lẫn chiến dịch của ông đều chưa chỉ định một nhóm thành viên và cố vấn an ninh quốc gia mới hoặc là công khai chấp nhận một chương trình nghị sự mới cho NATO. Nhưng các cựu quan chức và chuyên gia đã phát thảo về việc làm thế nào để thúc đẩy châu Âu hướng tới một kiến trúc an ninh quốc gia và quốc tế theo ý muốn của ông Trump. Theo các viên chức này, Mỹ sẽ duy trì chiếc ô hạt nhân của mình trên khắp châu Âu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump bằng cách duy trì sức mạnh không quân tại các căn cứ ở Đức, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là lực lượng hải quân của mình. Trong khi đó, phần lớn lực lượng bộ binh, thiết giáp, hậu cần và pháo binh sẽ chuyển giao từ Mỹ sang cho các lực lượng đồng minh ở châu Âu đảm trách. Một số phần của kế hoạch này đã được đưa ra trong một báo cáo được công bố vào tháng 2 năm 2023 bởi Trung tâm Đổi mới Mỹ liên kết với ông Trump. Và kể từ đó đã có một sự đồng thuận mới nổi và chi tiết hơn nữa giữa những người ủng hộ ông Trump về một phát thảo khái niệm mới cho NATO. Chuyên gia quốc phòng trong nhóm cố vấn an ninh quốc gia dưới thời của ông Trump, Dan Caldwell, người được bổ nhiệm làm giám đốc chính sách cho Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng 5 và dự kiến sẽ đóng vai trò cấp cao trong chính quyền, cho biết sự thay đổi mà họ hình dung sẽ liên quan đến việc giảm đáng kể vai trò an ninh của Mỹ, lùi lại thay vì là nhà cung cấp sức mạnh chiến đấu chính ở châu Âu. Theo đó, chỉ cung cấp hỗ trợ trong thời kỳ khủng hoảng theo ông Powell, một phần khác trong kế hoạch mới nổi của ông Trump là hệ thống NATO hai lớp. Ý tưởng đó lần đầu tiên được đề xuất bởi một cựu quan chức cấp cao khác của chính quyền của ông Trump. Trung tướng đã nghỉ hưu Ken Kellogg, có nghĩa là các quốc gia thành viên chưa đạt được mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng sẽ không được hưởng sự hào phóng về quốc phòng và đảm bảo an ninh của Mỹ. Điều này có thể được coi là bất chấp điều 5 của hiệp ước phòng thủ chung NATO vốn buộc mọi thành viên phải thực hiện hành động mà họ cho là cần thiết để hỗ trợ bất kỳ thành viên nào bị tấn công. Nhưng các thành viên của nhóm cố vấn chính sách đối ngoại của ông Trump lưu ý rằng ngôn ngữ trong điều năm rất linh hoạt và không yêu cầu bất kỳ thành viên nào phải đáp trả bằng vũ lực quân sự. Có thể thấy một giải pháp hòa bình nhanh chóng cho cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch của ông Trump đối với NATO là một phần của kế hoạch cho Ukraine chưa từng được báo cáo trước đây, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa đang cân nhắc một thỏa thuận. Theo đó, NATO sẽ cam kết là không mở rộng thêm về phía đông, cụ thể là với Ukraine và Georgia, và đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Moscow có thể kiểm soát bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine. Nhìn chung, cách tiếp cận mới của ông Trump trong những lĩnh vực này sẽ tương đương với một cuộc cách mạng trong các vấn đề của NATO, một cuộc cách mạng mà nhiều chuyên gia phân tích quốc tế cho rằng châu Âu hoàn toàn không có khả năng thực hiện trong tương lai gần. Hiện cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn đang khó đoán định ai sẽ là chủ nhân nhà trắng nhiệm kỳ tới khi hai ứng viên Joe Biden và Donald Trump đang bám đuổi khá xít sao và tương lai của NATO vẫn đang được bỏ ngỏ. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại trường quay chính của bản tin ngày hôm nay. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết một vụ tấn công được cho là do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện đã nhắm mục tiêu vào một tàu thương mại ở ngoài khơi bờ biển phía đông Yemen ngày 9 tháng 7. Vụ tấn công gần đây nhất do Houthi thực hiện diễn ra ở vùng biển ngoài khơi Yemen hôm 28 tháng 6. Cùng ngày, Houthi tuyên bố đã tấn công ba tàu của Mỹ và Israel ở bãi biển Arab và vịnh Aden. Ngoài mục tiêu là các tàu liên kết với Israel đi qua Biển Đỏ, Houthi gần đây đã mở rộng các cuộc tấn công bao gồm cả thành phố Elias của Israel. Để đáp trả Liên minh Hải quân Mỹ-Anh đóng quân ở vùng biển này kể từ tháng 1 vừa qua, đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Houthi. Phản ứng lại, Houthi tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công và các mục tiêu bao gồm các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ và Anh liên quan đến tình hình khủng hoảng tại Gaza, ngày 9 tháng 7, các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc khẳng định không thể phủ nhận nạn đói đang diễn ra ở Gaza. 10 chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc ra tuyên bố cho biết, từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, có 34 người Palestine đã tử vong vì suy dinh dưỡng, trong đó phần lớn là trẻ em. Trong nhóm chuyên gia trên có báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền tiếp cận lương thực, ông Michael Farry trong phản ứng của mình phái đoàn israel tại trụ sở liên hợp quốc ở geneva thụy sĩ bác bỏ cáo buộc về nạn đói tại gaza đồng thời nhấn mạnh đánh giá mới nhất theo thang bậc xác định giai đoạn an ninh lương thực của liên hợp quốc cho thấy nạn đói đã không xảy ra sau khi khả năng tiếp cận viện trợ được cải thiện phần nào tuyên bố của israel nêu rõ nước này đã liên tục tăng cường phối hợp và hỗ trợ trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo trên khắp gaza đến nay liên hợp quốc vẫn chưa chính thức tuyên bố nạn đói ở giải đất này trong diễn biến khác, cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ai Cập thông báo, Tổng thống nước này, ông Abdel Fattah al-Sisi và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Byrne đã thảo luận về nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza. Thông báo trên nêu rõ, Tổng thống al-Sisi đã khẳng định quan điểm của Ai Cập phản đối việc tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự ở Gaza. Các quan chức cấp cao của Mỹ đã có mặt trong khu vực để thúc đẩy lệnh ngừng bắn sau khi Hamas nhượng bộ vào tuần trước. Tuy nhiên, Hamas cảnh báo cuộc tấn công mới của Israel vào Gaza hôm 8 tháng 7 đã đe dọa cuộc đàm phán ngừng bắn vào thời điểm quan trọng. Ở phần cuối của chương trình là các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Slovakia ông Robert Fico đã lần đầu tiên tham dự cuộc họp chính phủ gần 2 tháng kể từ vụ ám sát hôm 15 tháng 5 khiến ông bị thương nặng. Viện họp được tổ chức nhằm giải quyết hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch phục hồi và các quỹ châu Âu. Khi đến phòng họp, Thủ tướng Vico, 59 tuổi, vẫn phải chống gậy và tránh tiếp xúc với truyền thông. Cũng trong hôm 9 tháng 7, Thủ tướng Vico đã đăng một bức ảnh của mình trong văn phòng kèm thông điệp Các phương tiện truyền thông tự do tiến bộ và phe đối lập thân mến. Tôi xin lỗi vì đã sống sót nhưng tôi đã quay lại. Truyền thông Slovakia cho biết ông Fico đã đến cuộc họp nội các ngày 9 tháng 7 bằng một đường hầm để tránh các nhà báo. Trước đó ngày 8 tháng 7, ông Fico cũng đã đến một cánh đồng ở miền Tây Slovakia để chào đón những người nông dân đang thu hoạch vụ mùa tại khu vực này. Cách đây gần 2 tháng, vào ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Robert Fico đã bị một đối tượng bắn 5 phát súng, trong đó có 4 phát trúng ông, Thủ tướng Slovakia đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện gần đó, rồi được chuyển tới bệnh viện ở thành phố Banska Bystrica và trải qua hai cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ. Theo Bộ Nội vụ Slovakia, kẻ tình nghi tấn công đã bị bắt giữ tại chỗ. Y khai báo không có động cơ chính trị và không đồng tình với các quyết định của chính phủ, trong đó bao gồm vấn đề liên quan Ukraine. Thủ phạm được truyền thông Slovakia xác định là nhà thơ Jura Sinula, 71 tuổi và bị truy tố về tội khủng bố, đang bị giam giữ chờ xét xử theo đúng trình tự luật pháp. Trong chuyến thăm chính thức Moscow của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 9 tháng 7 đã ra tuyên bố chung về việc phát triển các định hướng chiến lược trong hợp tác kinh tế Nga-Ấn đến năm 2030. Văn kiện đã được công bố trên trang web của Điện Kremlin. Trước đó, hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn Độ thường niên lần thứ 22 với chủ đề Nga-Ấn Độ: mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và mở rộng đã diễn ra tại thủ đô Moscow. Tuyên bố chung lưu ý rằng hợp tác kinh tế song phương giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Ấn Độ dự kiến sẽ được xây dựng trong 9 lĩnh vực ưu tiên. Cụ thể, hai nước dự định tiếp tục đối thoại trong lĩnh vực tự do hóa thương mại song phương, bao gồm khả năng hình thành khu vực thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và Ấn Độ. Hai nước có kế hoạch phát triển một hệ thống thanh toán song phương thông qua việc sử dụng đồng nội tệ. Các công cụ tài chính kỹ thuật số sẽ dần được đưa vào đó hai bên sẽ tăng khối lượng thương mại song phương về nông sản thực phẩm và phân bón đồng thời sẽ duy trì đối thoại chuyên sâu nhằm xóa bỏ các hạn chế và cấm đoán về thú y vệ sinh và kiểm dịch thực vật nga và ấn độ sẽ phát triển hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng quan trọng bao gồm hạt nhân lọc dầu và hóa dầu Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Ấn Độ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, kỹ thuật và văn hóa cần nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên đã xác định, cũng như đánh giá tiến bộ đạt được trong các lĩnh vực đó trong cuộc họp tiếp theo của Ủy ban. Trước khi bắt đầu đàm phán chính thức, hai nhà lãnh đạo đã đến thăm công viên VDNKH và tham quan gian hàng Atom của tập đoàn hạt nhân Rosatom. Trong chuyến tham quan, Ông Putin đã nói với người đồng cấp Ấn Độ về cách phương Tây nỗ lực loại bỏ ngành công nghiệp hạt nhân của Nga vào những năm 1990. Nga đã đề nghị Ấn Độ hợp tác xây dựng các nhà máy điện hạt nhân công suất thấp, thích ứng với điều kiện nhiệt đới. Đề xuất này được người đứng đầu Rosatom, ông Alexei Likachev nêu trực tiếp với Thủ tướng Modi trong chuyến tham quan. Lãnh đạo hai nước cũng được xem mô hình tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân tương lai leader. Ngày 9 tháng 7, nhà chức trách Ấn Độ đã đình chỉ công tác 6 cảnh sát và các quan chức chính phủ với cáo buộc sơ xuất trong khâu tổ chức buổi thuyết giảng tôn giáo. Quyết định này được đưa ra sau vụ dẫm đạp nghiêm trọng hồi tuần trước tại bang Uttar Pradesh, khiến 121 người thiệt mạng. Trước đó, vào ngày 4 tháng 7, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng, đều là phụ tá của nhà truyền giáo Surai Pan Singh, để phục vụ công tác điều tra. Sáu người đã bị bắt sau cuộc điều tra. Cảnh sát trưởng ở Aga cũng đã ra lệnh cho tất cả các quận hợp tác trong vụ bắt giữ. Một nhóm hoạt động đặc biệt cũng đã được thành lập ở cấp khu vực để điều tra vai trò của những người tổ chức sự kiện giao giảng tôn giáo bị bắt và bất kỳ ai khác có thể có liên quan đến vụ việc trên. Theo kết quả xác minh sơ bộ của một ủy ban điều tra có thẩm quyền, các nhà tổ chức hoạt động không đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo an toàn, đồng thời không tuân thủ quy định của chính quyền địa phương. Số lượng người tham dự đông hơn 3 lần so với mức 80.000 người mà cơ quan chức năng cho phép. Ủy ban điều tra trên cũng cáo buộc một quan chức cấp cao tại thành phố Haras, địa điểm xảy ra thảm kịch, buông lỏng quản lý khi cấp phép tổ chức sự kiện. Trong khi đó, các quan chức và cảnh sát địa phương không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền và không báo cáo với các cấp cao hơn về hoạt động này. Luật sư của nhà truyền giáo Suray Pansing, người chủ trì buổi thuyết giảng đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc đối với các nhà tổ chức, đồng thời cho rằng vụ dẫm đạp có liên quan các phần tử chống đối xã hội mà ông không xác định được danh tính. Chính quyền bang Uttar Pradesh thông báo, ủy ban điều tra trên không loại trừ khả năng có một âm mưu lớn đằng sau vụ việc này, song cần thêm thời gian điều tra. Vụ việc xảy ra ngày 2 tháng 7 nói trên là một trong những thảm kịch dẫm đạp nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Theo các nguồn tin, khoảng 250.000 người chen chúc tham gia buổi thuyết giảng tôn giáo gần thành phố Harvard, bang Uttar Pradesh để nghe một nhà thuyết giáo nổi tiếng thuyết giảng. Một cơn bão bụi dữ dội đã khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy, khiến nhiều người bị dẫm đạp hoặc ngã chồng lên nhau, gây ra cảnh tượng kinh hoàng. Cơ quan vũ trụ châu Âu cho biết, họ đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa Ariane 6, mang theo hy vọng của châu Âu về việc đạt được quyền tiếp cận không gian độc lập. Vụ phóng tên lửa mạnh nhất của cơ quan vũ trụ châu Âu đã diễn ra suôn sẻ trong điều kiện thời tiết đẹp vào lúc 19 giờ ngày mùng 9 tháng 7 theo giờ quốc tế, tức 2 giờ ngày mùng 10 tháng 7 theo giờ Việt Nam, từ sân bay vũ trụ của châu Âu ở khu vực Kourou, Guyane, thuộc Pháp. Ông Joseph Asbacher, giám đốc cơ quan vũ trụ châu Âu tuyên bố rằng, việc phóng thành công tên lửa Ariane 6 là một dấu mốc lịch sử đối với châu Âu. Tên lửa được sử dụng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo này bắt đầu được lên kế hoạch phóng vào năm 2020, nhưng đại dịch COVID-19 và nhiều vấn đề kỹ thuật khiến cho kế hoạch không triển khai được. Trong khi đó, phiên bản trước là Ariane 5 đã nghỉ hưu, khiến Liên minh châu Âu không có phương tiện độc lập để tự đưa các vệ tinh vào không gian. Ariane 6 được thiết kế để theo kịp sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường tên lửa vũ trụ, bao gồm cả SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Liên minh châu Âu có kế hoạch áp dụng chương trình đăng ký đi lại bằng sinh trắc học đối với tất cả các công dân ngoài EU từ ngày 6 tháng 10 tới. Theo đó, tất cả các công dân ngoài Liên minh châu Âu sẽ được yêu cầu sử dụng công nghệ sinh trắc học và vân tay khi xuất nhập cảnh. Mục đích của quy định mới này là cho phép các công dân ngoài EU đăng ký thông tin chi tiết của họ trước khi bắt đầu hành trình thay vì thực hiện việc này tại cửa khẩu biên giới. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Anh lo ngại quy định mới này sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn tại các cửa khẩu của Anh. Một phần nguyên nhân là một ứng dụng do Liên minh châu Âu -EU và cơ quan biên phòng của EU Frontex chuẩn bị nhằm hợp lý hóa quy trình đăng ký dữ liệu cá nhân vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Kế hoạch này cũng có thể trở thành phép thử ban đầu đối với đề nghị của chính phủ mới ở Anh về việc phát triển mối quan hệ hợp tác hơn với EU các quan chức Anh lo ngại rằng nếu sự hỗn loạn được dự đoán trước tại các cửa khẩu biên giới như Forston và Dover của nước này xảy ra như nhiều người trong ngành du lịch lo ngại, thì chính phủ Anh sẽ phải gánh chịu hậu quả khó khăn trong việc quản lý trật tự xã hội và các hệ lụy khác. Nhiều dự đoán cho thấy cảng Dover của Anh là cửa khẩu biên giới có khả năng gặp phải tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất. Cảng Dover có thể phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng do khối lượng phương tiện xử lý và hạn chế về không gian.